Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip test ánh sáng bóng XH B70 V70 phiên bản mới nhất 2019 trên xe Sirius. Đây là dòng xe Sirius đời cũ, sử dụng chân H4. Thì đối với các dòng xe này thì chưa có phun xăng điện tử, thì chúng ta cần phải lên sạc. Thì xe này khách hàng quyết định là sẽ lên sạc Attila chính hãng. Đây là sản phẩm sạc Attila chính hãng của shop mình. Khách hàng mua về và sẽ tự thay sạc ở nhà. Như trên màn hình các bạn đang xem, đây là sạc chính hãng Attila, loại sạc lớn tự ngắt, có chức năng tự ngắt khi đầy bình, hay chúng ta có thể nói là chức năng tự xả điện khi mà đã sạc đầy bình. Và đây là hình ảnh thật của bóng XH B70 V70 đã lắp hoàn thiện trên xe Sirius. Đây là tiêu cự đúng của bóng XH B70 V70 lắp trên xe Sirius. Các bạn ở tỉnh thì có thể xem clip này về tự lắp. Đây là tiêu cự chuẩn của xe Sirius. Và bây giờ mình sẽ mở ánh sáng lên cho các bạn xem. Rồi mở đi. Đây là ánh sáng COS. Các bạn có thể so sánh với các xe đang đi ngược chiều. Đây là xe Sirius, đèn zin. Và đây là đèn V70 đã lắp hoàn thiện trên xe Sirius. Đây là ánh sáng pha COS pha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Mình xin nhắc lại số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Bye.